Cực hot anh em ơi, nhân dịp khai trương shop siêu sale.vn khuyến mại lập thể lên đến 100%, lập 100k nhận ngay 200k vào tài khoản. Tự tin khẳng định là có shop uy tín chất lượng nhất game ngọc dòng online trong dịp Tết này khi giảm giá lích cũng như các gói dịch vụ trong game lên đến 50%. Shop còn bán vàng, bán ngọc và cung cấp rất nhiều các gói vòng quay may mắn ưu đãi chỉ với giá 1.000 đồng. Truy cập ngay shop siêu sale.vn để được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất nha. Hello hello, chào tất cả anh em chí xem và đang xem clip trên kênh Dòng Lộn, và mình vẫn là dòng một sao đây anh em ơi. Và vẫn như mọi hôm thì đầu clip mình vẫn sẽ quay vòng quay run room để tặng vàng free cho hai bạn may mắn nhất đã like, đã đăng ký kênh Dòng Lộn và đã comment ở clip ngày hôm qua anh em nhé. Ok, thì do đây là clip mình đăng lại anh em ạ, nên chắc có lẽ là hôm nay sẽ có rất là ít anh em tham gia đây anh em ơi. Hôm qua thì mình gắn nhầm quảng cáo ở bên shop mua lít anh em ạ. Cái bên kênh Dòng Lộn này thì mình quảng cáo cho shop siêu sale, mình lại gắn bố là logo với cả cái intro quảng cáo của shop Mulic 123, vãi lìn thật. Mẹ lú dã man này em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ sao chép link này. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục qua pick and room để tìm ra hai bạn may mắn nhất để mình sẽ tặng vàng nhá. Pick winner đây rồi. Ok nhá. Sao lag vậy? Ok. Ok, lọc xem chùa nào anh em ơi. Đây. Xin nhắc lại ở clip này là những ông xem chùa là sẽ không có mặt trong cái vòng quay để nhận vàng free từ tôi đâu nhá. Chỉ có những ông đã đăng ký thì mới có ở đây thôi. Ôi, lại là Quốc Anh à? Nhìn tên quen đấy nhở? Hôm qua trúng rồi đúng không? Thôi kệ đi. Đỏ thì trúng chứ biết làm sao được đúng không anh em? Bạn đầu tiên trúng giải 200, 100 triệu vàng sẽ là bạn Quốc Anh. Bạn thứ hai là bạn Xin TV nhá. Và ok, bạn Quốc Anh và bạn Xin TV, nếu như có đang xem cái clip này của mình ý, thì hãy mau mau liên hệ với mình qua Facebook hoặc Zalo bên phía dưới phần mô tả của các clip hàng ngày của mình nhá. Đây, Facebook Ryan của mình đây nhá, Nguyễn Hồng Sơn này, 5849 người theo dõi. Ok nhá. Ok, tiếp tục với clip thôi anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay clip tiếp theo về cái hành trình update từ Mamu của em siêu phẩm dòng một sao của mình nha anh em. Thì khoe với anh em này, sáng nay ý, thì lúc mà mình review cho anh em cái sự kiện mùng 8 tháng 3 ấy, thì mình có mua một cái cải trang châu đốm anh em nha. Ôi trời ơi, nhìn nó buồn cười ra man anh em ạ. Đấy, tuy là cải trang tên là châu nhưng mẹ giao diện nó lại là con bò sữa anh em ạ, không hiểu luôn anh em ơi. Và tổ trai nó chứ, đúng kiểu game nhái FIFA anh em ạ, đúng kiểu toàn mẹ thay màu sơn của vũ khí đấy. Đây, ông Ngọc Rồng thì ông chơi thay màu sơn của cải trang để bán gọi là hút máu anh em ạ. Ok, thì trong cái lúc mà mình mua cái cải trang châu đốm này anh em, thì mình phát hiện ra rằng mình được admin tặng một cái phiếu giảm giá 50% anh em nhé. Anh em đang nghĩ bảo là mình bị ngáo đá à, Ngọc Rồng Online ấy thì chỉ có phiếu giảm giá 80% chứ lấy đeo đâu ra phiếu giảm giá 50%. Mày bị điên, mày bị ngáo đá. Nhưng mà không anh em ơi. Đây anh em, để mình ấn vào cửa hàng cho anh em xem nhá. Đây, ở đây là mình nhận được một cái phiếu giảm giá 50% VIP nhá. Đây anh em thấy cái chữ VIP chưa? Phiếu giảm giá VIP giảm 50%. Thì hôm nay mình sẽ giải thích cho anh em là cái phiếu giảm giá VIP này nó sẽ khác gì với cả cái phiếu giảm giá 80%, mà tại sao mà nó lại là VIP mà nó lại chỉ có 50% thôi mà phiếu giảm giá cùi bắp nó lại giảm được 80%. Ok, và bây giờ mình sẽ vào cái clip gọi là giải thích cho anh em nhé. Thì cái phiếu giảm giá 80% nhưng thường khi anh em đi con đường gián độc hay là anh em úp quái rơi ra này, hoặc là có thể là cho sói hay queen ăn đấy, thì cái phiếu giảm giá này nó chỉ giới hạn cho anh em tối đa là chỉ mua được những cái avatar cũng như là những cái cải trang cùi này thôi anh em nhá. Đây, toàn những cái avatar và cải trang cùi mà hầu như là bây giờ ít người dùng anh em ạ. Hầu như phía giảm giá bây giờ anh em chỉ có mua cái cải trang vô hình là nhiều thôi, chứ chả ai mà rảnh đi mấy cái này đúng không anh em. Nhưng cái phiếu giảm giá 50% này nó lại mua được những cái cải trang nâng cấp hơn. Đó là những cái cải trang này đây anh em, như là cải trang Doctor Cortex này, Android 19 này, sói hay queen này, rồi là seal sủng các thứ này, đủ hết nha anh em. Ôi, đây, đầy đủ các cái cải trang mà bên 80% không có, thì bên 50% nó sẽ giảm giá hết ở bên đấy anh em nhá. Đây anh em thấy này, mình sẽ cho anh em xem so sánh giữa hai cái cửa hàng giảm giá nhá. Đó, anh em có thể thấy cái giảm 80% ban nãy đấy. Giờ mình vào lại cái 50% cho anh em xem này. Đấy,
Đây, bên phía cái cửa hàng giảm 50% này, nó sẽ giảm hết tất cả những cái cải trang VIP hơn nhá. Đó. Nhưng mà cái phiếu giảm giá 50% này thì nó vẫn không cho mua cái cải trang Chi Chi anh em ạ. Đây, mình cho anh em xem cái cải trang Chi Chi này. Đấy. Những cái cải trang vật phẩm sự kiện mới và cải trang Chi Chi thì nó không bán trong cái cửa hàng giảm giá 50% anh em nhé. Những cái vật phẩm sự kiện như là cái cải trang châu này, châu đốm này, chuột may mắn các thứ đây thì nó đều không có. Ơ, cái con gì đấy? Ôi, vãi lìn ông bò sách, ông ấy đứng ở chỗ con Brownie. Mình nhìn thế đéo là mình lại ô thế củ cải là thằng Brownie nó lại có cái giao diện của thằng bò sách. Mẹ giật cả mình anh em ạ. Đây. Đó. Anh em có thể thấy rất nhiều cái cải trang mà bên 80% không có anh em nhé. Thì tiện đây thì mình cũng chả biết là cái phiếu giảm giá 50% này ấy, thì nó có hạn sử dụng vĩnh viễn không hay là nó như thế nào. Thì thôi, chắc là mình sẽ sắm luôn một cái cải trang nhân dịp là được tặng một cái cải trang đấy anh em ạ. À, nhân dịp là được tặng cái phiếu giảm giá đấy chứ. Thì trong cái đợt sự kiện mùng 8 tháng 3 đấy, đây để mình tìm cho anh em xem này, mùng 8 tháng 3 đâu. Đây. Thì anh em chỉ cần mua một cái cải trang có giá là trên 2.500 ngọc hay sao đây. Từ mình cho anh em xem này. À đấy, mua cải trang giá từ 2k ngọc trở lên sẽ được một cái phiếu giảm giá VIP, giảm 50% nhé. À, vậy nếu như là anh em muốn mua một cái cải trang VIP thì anh em có thể là mua một cái cải trang gì đó 2.000 ngọc, như là cái cải trang châu này chẳng hạn này. Anh em vừa tham gia được sự kiện luôn mà lại vừa được giảm giá 50% một cái cải trang khác. Thế này thì nếu như anh em nào mà thích cái cải trang VIP thì cũng có thể mua nhé. Cải trang VIP đâu ta? Đây, cải trang VIP đây. Ơ, không phải, đây. Được giảm giá 50% luôn anh em nhé. Bình thường giá đó là 10k ngọc này, bây giờ thì chỉ còn 5k thôi. Thì chắc nhân dịp có cái phiếu giảm giá này thì mình sẽ mua cái cải trang sói ca nhé. Ok, mua cải trang sói ca này có 1.000 ngọc mà anh em, được giảm giá 50% mà. Mình cũng khá thích cái cải trang này. Nhưng mà mặc dù mà cái công dụng của nó thì cũng không có gì hay ho lắm, nhưng mà nó đẹp anh em ạ. Ngày trước mình cũng mê cái cải trang này lắm. Nhưng mà ngày xưa mà nhắc đến mấy cú anh em ạ, cái hồi admin giảm giá 80% mấy cái cải trang kia ấy. Đấy ạ. Mình khoái dã man chạy ra đảo Kame, ấn vào Santa để tìm xem là nó có giảm giá cái con sói này không. Mà tìm mãi đều thấy con sói đâu anh em ạ. Mãi sau mới biết là trong cái hàng 80% giảm giá thì admin đéo bán cái con sói. Đấy, nhìn sói ca nhìn hầm hố đẹp trai phết đấy chứ. Đấy. Cải trang này phải lên đặt tên là cẩu tặc thì đúng hơn anh em ạ. Cải trang cẩu tặc. Ok. Rồi. Tạm gác lại cái chủ đề về cái phía giảm giá. Thì xem nào. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái con đệ ma bư của mình nhá. Hôm qua thì anh em cũng có thể biết rồi, mình đã áp dụng cái thủ thuật admin nói anh em ạ. Admin bảo cái thủ thuật đấy ra Masenko. Thế đéo nào mình áp dụng thì nó lại ra Kamezoko anh em ạ. Nhiều khi mẹ cuộc đời nó lại như thế anh em ơi. Nhiều khi những cái gì mà anh em nghe thấy, anh em nhìn thấy nó lại không phải đâu. Đấy. Chứ chắc nó là sự thật. Ok, thì chắc là mở ra Kamezoko rồi thì chắc là ở đây mình sẽ nâng cấp cái skill cho nó lên cấp 7 luôn nhé. Ok, mình sẽ nâng nó lên cấp 7 luôn này. Thế, liền chứ anh em ạ. Đã có x2 anh em nhá. Đấy, anh em xem clip của mình thì cũng tranh thủ đi mà úp x2 đi. Mình không nhớ là mấy ngày nữa, từ mình xem lại x2 mấy ngày nhá. Từ mùng 8 tháng 3 đến 11 tháng 3, 3 ngày. Được đấy. 3 ngày này chắc mình sẽ úp đệ tử lên được tầm 20 tỷ anh em ạ. Ok. Thằng đệ tử mình đâu ấy nhỉ? Sao thằng đệ tử của mình lại bị vô hình vậy? Vãi lìn anh em ạ. Vãi lìn thật. Tự nhiên nó lại bị vô hình, chắc có lẽ là ấn vào cửa hàng thì thấy mỗi bản thân đúng không? Tự nhiên lại thấy nó vô hình đứng đây, lại cảm ơn sư phụ vãi trưởng chứ. Tưởng đâu thằng đệ tử bị ma nhập. Đúng rồi. Chắc cái gì đây? Cái gì ấy nhỉ?
Tự nhiên cái đéo gì bay qua đây anh em? Hình như là cái tàu bay gì admin mới update đúng không? Thôi kệ mẹ nó. Có lẽ là bây giờ mình sẽ đổi lại cái tên thằng đệ tử của mình anh em nhá. Bởi vì thật sự là cái tên các đệ tử này ấy, thì nếu như anh em chưa biết thì có thể xem lại clip hôm qua, mình chỉ để đổi lại để làm cái thủ thuật mà skill thôi nhá. Còn hôm nay thì chắc mình sẽ đổi lại thôi chứ để đấy nhìn nó phản cảm quá anh em ạ. Đặt tên đệ tử là gì đây? Tên con là tên là gì anh em nhỉ? Rồng lộn được không ta? À không. Ok anh em ơi, thì tình hình là nghĩ mãi không ra cho nó một cái tên gì hay hay anh em ạ. Thế thì mình sẽ đặt cho nó là đéo có tên nhé. Ok, đéo có tên. Nếu biết đặt thật sự là mình nghĩ mãi ra không biết đặt nó tên là gì anh em ạ. Thôi để mẹ tên nó là đéo có tên đi cho nó nành. Ok. Rồi, thì chắc có lẽ là xem nào mình thử qua đây mình úp một nút đi. Mình sẽ dừng clip thôi anh em. Đấy cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp lại anh em các clip mình ngày mai thôi. Chắc có lẽ ngày mai sẽ là clip mà để mở skill 3 đây anh em ạ. Đấy, úp cái xem nào. Tấn công cái. Úi dồi ôi đẹp trai ngay. Sai ơi, sai ơi. Chất quá anh em ạ. Đệ mà bư bắn KB đúng bài rồi. Ok, thì chắc có lẽ là bây giờ mình sẽ đi che úp đây. Hẹn gặp lại anh em ở clip ngày mai. Chiều mai chắc có lẽ là mình sẽ mở skill 3 cho anh em xem nhá. Nếu anh em thấy thích cái clip của mình ý, thì đừng có tiếc gì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn hình cái chuông để nhận được thông báo của tất cả các clip hàng ngày của mình nhá. Ok, bye anh em nhá. Cực hot anh em ơi, nhân dịp khai trương shop siêu.vn khuyến mại lập thể lên đến 100%, lắp 100k nhận ngay 200k vào tài khoản. Tự tin khẳng định là có shop uy tín chất lượng nhất game ngọc rồng online trong dịp Tết này, khi giảm giá lịch cũng như các gói dịch vụ trong game lên đến 50%. Shop còn bán vàng, bán ngọc và cung cấp rất nhiều các gói vòng quay may mắn ưu đãi chỉ với giá 1.000 đồng. Truy cập ngay shop siêu.vn để được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất nha.